Anh ơi, cho em được xem một số mẫu kính gọng nhựa dẻo. Rồi, đây là những cái gọng kính. Đó, đây là những cái gọng kính anh chị sẽ thấy không? Đây, đó, sát rồi. Rồi, ok, trên tay tôi cầm những cái gọng kính. À, thì sao ạ? Tại sao tôi cầm những gọng kính như thế này? Có một bạn hỏi là anh ơi, cho em được xem một số mẫu kính gọng nhựa dẻo. Thì tôi nghĩ rằng các bạn đang đeo kính, bạn cũng mong muốn xem thêm một số các sản phẩm mà bên Titan cung cấp. Trong với 8 năm vừa qua thì chúng tôi đã cung cấp rất nhiều sản phẩm như thế này rồi. Hàng ngày chúng tôi đã cung cấp cho các anh chị đến shop ở đây hoặc đặt online. Đó là lý do vì sao tôi gặp rất là nhiều trường hợp anh chị mong muốn điều gì thì chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm đúng ý mà mang đến cho anh chị. Tuy nhiên là chúng tôi chỉ cung cấp những sản phẩm gọng nhựa và gọng kim loại giống như gọng Titan và gọng nhựa cao cấp. Thế thì bạn đã hỏi là có gọng nhựa dẻo nào thì giới thiệu cho em với. Đây, tôi làm luôn video để gửi cho anh chị nhá. Có gọng nhựa, đây, một trong những cái gọng nhựa dẻo như thế này, anh chị thấy không? Nè, hai cái càng này, đó, nó rất là dẻo ha. Bẻ luôn, bẻ qua, bẻ lại, bẻ qua, bẻ lại. Ở giữa này, bẻ qua, bẻ lại, bẻ qua, bẻ lại luôn. Đó, đó, cái này là cái mắt này, chúng ta nó, mở ra. Đó, rất là dẻo ha. Đó, rồi, ở bên đây là nó có cái này là anh chị ơi, có cái này là rất là hay này. Cái này á, để bám vào lỗ tai của chúng ta này, nó không bị rơi này. Hai bên luôn nhá, hai bên này. Đấy, thay vì chúng ta phải cột dây hay là phải lằng nhằng ở chỗ này thì chúng ta chuyển qua cái gọng này, nó có cái độ bám vào lỗ tai, nó yên tâm hơn. Rồi, đó, gọng rất là dẻo và rất là nhẹ. Chúng ta có thể bẻ qua, bẻ lại, bẻ qua, bẻ lại. Đó, những trường hợp này nó có rơi xuống nó không sao. Đây, nó có rơi xuống này, nó vẫn không an toàn gì đâu. Thậm chí rơi từ trên cao xuống dưới đất cũng không an toàn gì. Đó, thậm chí chúng ta sẽ đè bóp đè xuống. Một số người anh chị nào để kính đây, ngồi đè lên hoặc dẫm lên hoặc đi xe nó cán lên vẫn không sao đâu, vì trường hợp này là gọng dẻo dễ chịu lắm đó. Và nó có cái hay ở chỗ này nè, cái gọng này mình đeo vào á, nó tránh được cái mồ hôi muối. Nếu anh chị đang ở cái mồ hôi muối thì chúng ta nên đeo gọng nhựa. Vì sao ạ? Vì gọng nhựa nó đảm bảo cho an toàn cho cái gọng, nó không bị oxy, nên là chúng ta lợi thế là cái gọng nhựa. Và tiếp nữa là chúng ta thấy nó bền, khi mà chúng ta rơi rớt hay gì cái gọng nhựa này vẫn an toàn. Cái thứ ba nữa là rất là lợi thế trong quá trình mà chúng ta có độ cao á, độ cao chúng ta lắp vào gọng nhựa. Đấy là những cái mà thế mạnh mà chúng ta có thể dùng cái lợi ích đấy để lắp vào cái thành một cái gọng kính. Và một cái điều nữa là chúng ta lắp một cái mắt, đôi khi cái mắt rất là mắc tiền, có cái mắt là 1 triệu, có mắt 2-3 triệu hoặc 4 triệu gì đó mà chúng ta lắp gọng dẻo như thế này thì nó sẽ an toàn hơn cho anh chị rất nhiều, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ thấy nếu vô tình chúng ta rơi hay chúng ta có làm gì nữa thì cái này nó vẫn an toàn. Đó là những cái mà lợi ích của chúng ta có thể là dùng cái gọng nhựa như này. Thì gọng nhựa nó rất là nhiều mẫu. Đấy, mẫu này là mẫu vuông đúng không? Mẫu vuông và màu ở đây thì sẽ thấy là màu nâu. Đó, như mã số ở đây tôi đọc cho anh chị là cái mã số này. Đấy, 5220-140-C13. Đấy. Thấy không? Đấy, 5240 đó là cái size. Rồi bên đây là size này. Đó, đây cũng là một cái trong những gọng nhựa dẻo này. Size bên này nó nhỏ hơn. Size bên này là 46-18-138. Đấy. Rồi, nhựa này cũng dẻo lắm. Đấy, anh chị thấy không? Đấy. Đó, rất là dẻo này. Rồi, rất là nhẹ này. Rồi, đè xuống, đè gần nó vẫn không sao nha anh chị. Cái gọng này thì rất là nhỏ, dành cho trẻ mà. Nam, nữ nhưng mà ít tuổi hơn. Cái này là đâu đó khoảng 10 tuổi độ lại. 10 tuổi đến 4 tuổi thì sẽ đeo gọng này. Còn cái gọng này là của người lớn. Đó. Rồi, anh chị sẽ lấy. Rồi, tiếp tục đây này. Có những gọng, gọng này nó nâu thì gọng này là màu đen. Đấy, đây là cái gọng màu đen. Đấy, anh chị sẽ nhìn thấy rất là. Đấy, những cái gọng như này thì nó phù hợp với mẫu thời trang hiện nay. Tất cả những này là mẫu mới. Vì ở đây là cung cấp mẫu 3 tuần thì chúng ta đã đổi mẫu mới rồi. Đó. Rồi, dẻo nhẹ. Đấy, dẻo nhẹ. Đó. Tất cả những cái này đều được bảo hành anh chị ạ. Đó. Vì nó dẻo, nó nhẹ như này chúng ta đều được bảo hành trong vòng 6 tháng. Nếu mà có gãy thì anh chị cứ đổi những cái mới. Rồi, tiếp tục đây nữa này. Màu đây nữa. Đó. Rồi, rất là nhiều màu anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy không? Cái này là màu xanh, xanh trong. Mã số này. À, 5217-140. Đó. Đấy. Hơi vuông vuông đây. Đó, anh chị thấy không? Đó. Rất là dẻo nhẹ nhá. Cái này anh chị cứ dùng 6 tháng mà gãy như thế này mang lại đổi, hoàn sẽ đổi lại cho anh chị hoàn toàn mới luôn. Đó, bóp nó vẫn an toàn nha. Đấy, thoải mái luôn. Đó, rất dẻo, rất nhẹ, chơi thể thao vẫn được anh chị, chơi cầu lông, chơi bóng đá vẫn dùng cái này được.
Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy đây, rất là nhiều, hiện nay có nhiều gọng lắm nên anh chị xem thoải mái luôn. Nếu mà anh chị đang ở gần đây anh chị đến lựa chọn đó. Còn anh chị ở trên mạng mình chúng ta sẽ xem ở trên web, ở trên YouTube hay là trên một số trang fanpage nữa. Hoặc ở phía dưới, comment ở phía dưới là chúng tôi có cái đường link gửi đến cho anh chị xem thông tin sản phẩm ở phía dưới. Còn Hòa đang quay ở đây là quay trực tiếp tại shop luôn. Đó. Rồi, anh chị sẽ lấy tiếp tục đây, màu cái này cũng là màu đen anh chị ạ. Đấy. Đây cũng là màu đen nhưng mà màu đen này sẽ nhỏ hơn một chút. Đó, anh chị thấy không? Rất là nhiều kiểu dáng cho chúng ta lựa chọn đúng không? Đấy, chúng ta sẽ xem. Đấy, dẻo lắm như này. Đó, rất dẻo. Bóp tiếp tục bóp thoải mái luôn. Rồi chúng ta tất cả chúng ta rơi xuống đây đâu mất an toàn đó. Rồi Hòa gặp lại luôn, Hòa gặp lại Hòa chỉ cho anh chị đeo tại sao nó rẻ này, đè này đó, cái nào mà nó gãy là nó sẽ bung ra luôn thì dục đi đó. Đây này, trong trường hợp này rất là thoải mái. Rồi đây là những cái gọng dẻo mà thông thường hiện nay trên thị trường, cũng giống như là một số anh chị đang rất là thích thì bên mắt kính titan cũng nhập về để hỗ trợ cho anh chị. Hiện nay đang trưng bày ở tại shop, mấy chi nhánh tại shop. Nếu anh chị có gần thì anh chị có thể ghé xem và tham khảo và đeo lên cái nào phù hợp với mình thì mình sẽ chọn. Với lại đặc biệt nó phù hợp với số độ của mình nữa, tùy theo cái, nhưng mà cái nào phù hợp với số độ chuyên môn sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị rõ ràng hơn. Còn nếu anh chị ở xa, anh chị có thể tham khảo ở trên mạng, trên cái kênh mà chúng tôi đặt ở dưới link. Còn nếu anh chị có thể là ở xa cũng sẽ tham khảo nhiều cái đơn vị có cái sản phẩm gọng dẻo để anh chị đo lường và sao cho nó phù hợp với anh chị, đặt hàng để anh chị ráp được thành một cái kính an toàn. Thôi, có một cái phần nữa để giúp cho các cái thông tin của anh chị chính xác hơn, anh chị có câu hỏi rõ ràng đặt ở phía dưới cho chúng tôi sẽ dựa theo câu hỏi để làm video. Mà nếu anh chị đang xem video này mong muốn anh chị hãy chia sẻ video này đến cho người thân của mình, những người bị cận để hiểu biết về những cái dòng sản phẩm như thế này. Và đặc biệt nữa, anh chị ơi, anh chị rất là yêu mến Hòa, trong thời gian vừa qua đã làm kênh video thì anh chị đang xem ở đây, Hòa cũng sẽ gửi tặng anh chị món quà ở phía dưới đường link nhá, comment ở phía dưới để chúng tôi sẽ gửi món quà đến cho anh chị. Biết ơn anh chị, những video trước anh chị sẽ xem, đó là video nói về cái gọng kính titan nên anh chị có thể xem video trước, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.